định giá cổ phiếu là gì định giá cổ phiếu bằng phương pháp dcf từ khi thị trường chứng khoán ra đời và phát triển đến nay định giá cổ phiếu luôn là mục tiêu nghiên cứu của nhiều nhà kinh tế học nhà đầu tư để định giá cổ phiếu được chính xác các đối tượng trên thường gặp khá nhiều khó khăn do chưa tìm được phương pháp phù hợp vậy làm thế nào để xác định được giá trị thực của cổ phiếu đơn giản mà hiệu quả trong bài viết ngày hôm nay bích đầu tư sẽ giới thiệu đến bạn cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền dcf hãy cùng theo dõi nhé khi lựa chọn phương pháp để định giá cổ phiếu các nhà đầu tư nhà quản lý thường gặp rất nhiều khó khăn bởi số lượng rất lớn của các phương pháp định giá hiện có và độ phức tạp khác nhau giữa chúng tuy nhiên không có một phương pháp nào phù hợp nhất cho mọi tình huống mỗi cổ phiếu là khác nhau và mỗi ngành hoặc lĩnh vực có những đặc điểm riêng biệt yêu cầu sử dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền, DCF Discounted Cash Flow method là một trong những phương pháp định giá được nhiều nhà đầu tư chứng khoán sử dụng. Theo đó, giá trị nội tại của cổ phiếu được ước tính bằng cách chiết khấu các dòng tiền dự kiến trong tương lai về giá trị hiện tại. Vậy định giá cổ phiếu theo phương pháp này như thế nào? Có ưu nhược điểm ra sao? Định giá cổ phiếu là gì? Định giá cổ phiếu tức là tìm giá trị thực của một cổ phiếu. Nói nôm na, định giá cổ phiếu là ta ước đoán xem cổ phiếu đó đáng giá bao nhiêu tiền sau đó ta sẽ tiến hành mua vào cổ phiếu đó nếu giá cổ phiếu thấp hơn so với giá trị mà ta đã định giá, điều này cũng như ta định giá mảnh đất hay chiếc xe máy vậy. Ví dụ xe SH đáng giá 80 triệu đồng, xe Way giá 25 triệu đồng. Nếu SH ai đó bán 50 triệu thì ta mua vào, và sẽ bán lại sau, và nếu ai đó mua Way giá 30 triệu thì ta sẽ bán nó, nếu ta sở hữu chiếc Way, và sẽ tìm mua chiếc xe khác. Giá trị thực của cổ phiếu là giá trị ta phải tính toán thông qua các phương pháp định giá cổ phiếu. Giá thị trường là giá mà các nhà đầu tư mua bán trên thị trường hiện nay thông qua các sàn như Host, HNX, Upcom, tất cả các giao dịch thực hiện online. Thông thường, thị giá trị thật sẽ sấp xỉ với giá thị trường, gọi là thị trường hiệu quả, tuy nhiên vẫn có một số ít tầm 5% trừ 20% sẽ có giá trị thực lớn hơn hoặc bằng so với giá thị trường. Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền là gì? Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền tiếng Anh là Discount Cash Flow, viết tắt là DCF. Đây là phương pháp định giá cổ phiếu được thực hiện dựa trên một nguyên lý, giá trị nội tại intrinsic value của doanh nghiệp hiện tại là tổng các dòng tiền tương lai mà công ty sẽ trả cho cổ đông của mình. Từ đó nhà phân tích sẽ tìm cách dự tính giá trị của công ty trong tương lai 5 đến 10 năm tới. Sau đó chiết khấu lại về giá trị hiện tại hiểu một cách đơn giản phương pháp này dựa trên giá trị của doanh nghiệp được xác định bằng các luồng thu nhập dự kiến mà doanh nghiệp đó thu được trong tương lai được quy về giá trị hiện tại bằng cách chiết khấu chúng với một mức lãi suất chiết khấu phù hợp với mức độ rủi ro của doanh nghiệp đó khi định giá cổ phiếu theo dcf nhà đầu tư cần phải xem xét và phân tích rõ ràng các động lực cơ bản của việc tạo ra giá trị kinh doanh cho nên đối với phương pháp định giá cổ phiếu theo dcf sẽ có ba thông số cơ bản mà nhà nhà đầu tư cần được xác định Cụ thể, các thông số cần xác định khi định giá cổ phiếu theo DCF, khi định giá cổ phiếu theo DCF, nhà đầu tư cần phải xem xét và phân tích rõ ràng các động lực cơ bản của việc tạo ra giá trị kinh doanh. Cho nên, đối với phương pháp định giá cổ phiếu theo DCF sẽ có 3 thông số cơ bản mà nhà nhà đầu tư cần được xác định. Cụ thể, luồng thu nhập công ty sẽ thu về trong tương lai, mức lãi suất chiết khấu luồng thu nhập đó, thời hạn tồn tại dự tính của doanh nghiệp. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần phải phân tích tính toán các số liệu liên quan đến doanh nghiệp có cổ phiếu mà mình định giá như chi phí vốn chủ, chi phí vốn vay, đòn bẩy của công ty, tỷ lệ nợ, tài sản, khả năng sinh lời, tỷ lệ tái đầu tư, tốc độ tăng trưởng, các dự án công ty sẽ triển khai trong thời gian tới, lợi nhuận của từng dự án, lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty. Dựa vào các số liệu nói trên, nhà phân tích sẽ ước lượng được lợi nhuận trên cổ phiếu EPS. Cổ tức hàng năm của doanh nghiệp từ đó chiết khấu về giá trị hiện tại và dự phòng giá cổ phiếu trong giai đoạn cần tính toán, cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền có thể linh động áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau khi có sự thay đổi dòng tiền chiết khấu. Đối với phương pháp này, nhà đầu tư chứng khoán có thể áp dụng 4 cách định giá như sau, định giá theo chiết khấu dòng tiền cổ tức DDM, cách định giá cổ phiếu này sẽ dựa vào giá trị phần cổ tức mà công ty trả cho nhà đầu tư bởi cổ tức đại diện cho dòng tiền thực tế mà cổ đông nhận được cho nên đánh giá giá trị hiện tại của các dòng tiền sẽ đưa ra giá trị của công ty đối với cổ đông công thức định giá khi định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền cổ tức nhà đầu tư áp dụng công thức sau chiết khấu dòng tiền cổ tức trong đó pay price, giá trị cổ phiếu DPS dividend per share cổ tức kỳ vọng trên mỗi cổ phiếu tại thời kỳ T, K, cost of equity, chi phí vốn cổ phần thường được xác định bằng công thức CAPM. Ưu điểm, cách định giá này phản ánh chính xác trực diện lợi ích mà các nhà đầu tư nhận được trong tương lai. Nhược điểm, không thể sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp không trả cổ tức, không thể sử dụng trong trường hợp chính sách trả cổ tức không phản ánh khả năng sinh lời từ của doanh nghiệp trong tương lai. Định giá theo chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu FCFI, cách định giá này sẽ đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các cổ đông của doanh nghiệp có thể nhận được sau khi trừ đi chi phí hoạt động, thuế, chi tiêu vốn, công thức định giá FCFI bằng chi phí phi tiền mặt lợi nhuận sau thuế. Thay đổi vốn lưu động chi phí vốn, thay đổi nợ, trong đó, chi phí phi tiền mặt như khấu hao, chi phí vốn bao gồm các khoản mua sắm tài sản, thay đổi nợ là tranh lệch giữa nợ vay thêm và nợ đã trả ưu điểm có thể áp dụng cho những doanh nghiệp không trả cổ tức thường xuyên hoặc có trả cổ tức nhưng không liên hệ một cách rõ ràng tới lợi nhuận của công ty có thể áp dụng khi so sánh các doanh nghiệp có cấu trúc vốn giống nhau để định giá chính xác những doanh nghiệp này nhược điểm không áp dụng được khi dòng tiền FCFE là âm ví dụ khi doanh nghiệp có chi phí lãi vay quá cao định giá theo chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp fcff cách định giá cổ phiếu theo fcff sẽ đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các nhà đầu tư bao gồm cả cổ đông và chủ nợ có thể nhận được sau quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Công thức định giá FCFF bằng lợi nhuận sau thuế chi phí phi tiền mặt chi phí lãi vay, một ti. Thay đổi vốn, thay đổi vốn lưu động, ưu điểm không bị tác động bởi thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp như phát hành cổ tức cổ phiếu hay sử dụng đòn bẩy tài chính cao, nhược điểm không sử dụng được khi dòng tiền FCFF dự phóng là âm, định giá cổ phiếu theo chiết khấu lợi nhuận thặng dư, gì, đây là cách định giá cổ phiếu dựa trên thu nhập thặng dư residual income chính là khoản chênh lệch giữa lợi nhuận trên sổ sách của doanh nghiệp và mức lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư, giá trị doanh nghiệp được xác định giá bằng giá trị vốn chủ sở hữu, giá trị sổ sách. Book value năm hiện tại cộng với tổng các thu nhập thặng dư, công thức định giá dòng tiền thặng dư ưu điểm áp dụng được ngay cả khi FCFE, FCFF âm và giá trị sổ sách rất ít khi âm nên thường là luôn xác định được. Phương pháp này đã bao gồm giá trị sổ sách hiện tại đã biết và không cần dự đoán và giá trị này thường đã phản ánh phần lớn giá trị nội tại của doanh nghiệp nhược điểm phụ thuộc nhiều vào chất lượng báo cáo tài chính cũng như các chính sách kế toán của doanh nghiệp, mỗi cách định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền đều có những ưu nhược điểm riêng. Nhà phân tích căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để có thể lựa chọn mô hình phù hợp nhất để cho kết quả định giá chính xác nhất. Ưu nhược điểm của phương pháp định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền, định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền được rất nhiều nhà đầu tư. Nhà phân tích lựa chọn nhờ những ưu điểm nổi bật tuy nhiên vẫn có một số nhược điểm nhất định ưu điểm định giá cổ phiếu theo phương pháp dcf sẽ dựa vào dòng tiền tự do nên rất đáng tin cậy giúp loại bỏ tác động của các chính sách kế toán chủ quan phương pháp này cung cấp ước tính gần nhất về giá trị nội tại của cổ phiếu cho nên đây được xem là phương pháp định giá phù hợp nếu nhà phân tích tự tin vào giả định của mình phương pháp chiết khấu dòng tiền dcf cho phép sự linh hoạt trong việc thay đổi số liệu chi phí và doanh thu dẫn đến sự thay đổi tốc độ của dòng tiền theo thời gian nhược điểm phương pháp dcf phụ thuộc vào dự báo dòng tiền và ước tính tỷ lệ chiết khấu cho nên nó có tác động đáng kể đến giá trị ước tính áp dụng dcf sẽ phải sử dụng nhiều giả thuyết về lợi nhuận trong tương lai cho nên trong nhiều trường hợp mô hình này sẽ hoạt động không hiệu quả để định giá cổ phiếu một cách chính xác nhà đầu tư chứng khoán có thể áp dụng nhiều cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền dcf là một trong số các phương pháp mà bạn có thể áp dụng Hy vọng qua đây bạn đã có thể hiểu về định giá cổ phiếu qua DCF, ưu nhược điểm cũng như các mô hình định giá theo chiết khấu dòng tiền. Từ đó có sự lựa chọn linh hoạt cho từng trường hợp cụ thể, xem thêm, phần mềm định giá cổ phiếu Excel bằng app TCBS Online 24 phần 7, lời kết các mô hình DCF được áp dụng phổ biến ở những TTCK phát triển, nơi thường có đầy đủ thông tin lịch sử cũng như thông tin hiện tại và dự báo hợp lý về tình hình tài chính, rủi ro của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, với sự phát triển của TTCK Việt Nam gần đây cùng với việc dữ liệu, thông tin của doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn kế toán ngày càng hoàn thiện, công tác dự phóng dòng tiền ngày càng chính xác, do đó, các mô hình trong phương pháp DCF này ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, xin nhắc lại, phương pháp DCF này cũng như nhiều phương pháp định giá khác đều có những ưu, nhược điểm khác nhau, vì vậy không có một phương pháp, mô hình nào là hoàn hảo. Tại Việt Nam, trong các báo phân tích chuyên sâu được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ phiếu của các doanh nghiệp thường được định giá theo nhiều phương pháp khác nhau và mức giá xác định cuối cùng thường là mức giá trung bình từ kết quả có được của mỗi phương pháp, có tính đến trọng số của mức giá được nhà phân tích cho là tin cậy hơn. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin về kinh nghiệm đầu tư sẽ giúp bạn những thông tin hữu ích quan trọng và cần thiết đem lại sự tự tin cũng như nền tảng kiến thức vững chắc để bạn bước chân vào lĩnh vực này. Chúc các bạn đầu tư thành công.